Xin chào các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giới Sa Đéc. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên lô cây phôi Hoa Giới Mỹ các bạn. Mình sẽ lên một số cây to quái khổng lồ chà bá lửa lên nha anh em. Và một số cây mini vài chục ngàn một cây phía sau clip nha anh em. Đầu tiên chúng ta có cái cây số 1, cây đầu tiên, cây này có thông số là hoành 46 và nó cao 66 nha anh em. Hoành 46 cây cao 66 có dáng bay. Hoành rất là to luôn, nhà mình để ống kính ra xa cho anh em thấy cái toàn diện được anh em. Cái bệ của nó nè. Nó sổ khoảng 50 cm rồi. Cây rất là to. Ôm tay vô cái cụ thử đi, rất là bự. Hoành cũ thì mình không có đo nha anh em, mình đo hoành cổ thôi. Con này mình giao lô anh em 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Hoành 46, cao 66 con mấy chục ký luôn bạn. Con này trên dưới 20 ký, rất là to và nặng luôn. Cụ kẹo đặt kẹo luôn nha anh em. Rồi, xuống cây tí ơi. Rồi tiếp tục mình đến con số 2 mà. Con này thì hoành 41. Cao nhiêu tí? 80. Cao 80. Cây này mình bó bầu mấy hôm rồi các bạn. Bó bầu được mấy ngày quá trời nảy mầm luôn anh em ơi. Thôi thằng được chưa? Con bậy đặt kẹo luôn anh em. Con rất là quái luôn. Con này thì em giao luôn anh em chưa gửi nha anh em. Chưa gửi em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Con số 2 các bạn. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Cây này nó cũng nặng mười mấy 20 ký vậy các bạn. Tiếp theo mình đến con số 3. Cái con số 3 này thì có thông số là hoành 31 và cao 85. Con này dáng bay, con này có dáng dài tí. Đúng rồi, dáng nó vậy đó. Cái con này các bạn, nó có cọng rễ nè. Cái cọng rễ này là nó kiểu giống mà hồi nhỏ nó người ta trồng hai cây trong chậu anh em. Cho nên là cái cây bự thì nó lớn, còn cây nhỏ đẹp luôn, cái đẹp luôn đâm ra hình dạng của nó nè. Nó quá vậy, con này là nó tách rời hoàn toàn luôn nha anh em, nó không có dính vô cái này. Nhưng mà mình giữ cho nó bám trong cái bầu luôn. Để giữ ẩm anh em về chiếc này ra làm bonsai mini là tuyệt vời lắm các bạn. À, cái con nằm tách biệt nha anh em, không dính cho cây lớn nha. Cái con số 3. Cái con này thì em giao lưu anh em 850 nha anh em. 850 em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cành chi cành rớt, mấy cành cốt nó đóng đều, nó có cành rớt rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Tiếp theo mình đến con số 4 anh em ơi. Con số 4 thông số hoành 26, cao nhiêu tí? Cao 90. Hoành 26 và cao 90. Còn cái dáng cũng bay luôn. Có cành hồi đầu đẹp. Cái con này thì em giao lưu với anh em 550 nha anh em. 550 em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Em để ống kính rất là xa luôn các bạn. Để khoảng hơn 2 mét á, đang cho anh em thấy toàn diện. Chứ này em đưa ống kính là gần anh em nhìn cái bãi đế nó cũng khủng hoảng lắm anh em ơi. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Tiếp theo mình đến cái con phôi số 5. Con phôi số 5 thì thông số bao nhiêu tí? Con hoành nhiêu? Hoành 19 cây mét 2 anh em. Con này dáng cao. Hoành 19 là mình đâu vị trí có eo. Còn cái đế của nó nè, cây này rất là già anh em. Cây này rất là già luôn. Cây này nó có cái lỗi này nè. Đó, anh em thấy cái lỗi không? Cái lỗi này là nhiều năm trước rồi, nó bị sam á, cái nó lũa luôn, giờ này là lũa thép luôn rồi. Nè, cái cọng rễ của nó nè anh em. Cây rất là già cây luôn. Cây này cách đây clip 3 năm trước em có quay clip hướng dẫn anh em sửa đế này. Là cây này nằm trong clip anh em mình hướng dẫn cho anh em sửa đế 3 năm trước nè. Này anh bứng làm giao lưu. Rồi cái con số mấy quên rồi tí. Con số 5. Con này thì em giao lưu anh em 500k nha anh em. 500k em bao sống bao ship toàn quốc nha. Con rất là già có cây luôn anh em. Rồi xuống cây tiếp. Rồi tiếp tục là mình đến con phôi số 6. Con này thì dáng thú. Con này thì cái bệ nó lùng lực nhưng mà cành chi mình chừa lưng lưng, mình không biết cắt làm sao cho vừa ý luôn anh em, mình để nguyên một bó luôn cành, anh em về để ghép cũng được hoặc là anh em cắt lại tùy thích nha. Về mình cắt cái mình nghiên cứu thêm nha anh em. Cái con này thông số nhiêu tí? Hoành 34 nha, nó cao 60 nha anh em. Con này nếu mà cắt cơ lùng xuống thì dáng thú nó lực lắm bạn, nhưng mà mình không biết cắt cái nào chừa nào. Thấy nhá, dáng này cũng có nhiều cách để chơi lắm cho nên mình chừa luôn, anh em tự gì sáng tác thêm nha. Rồi cái con này thì em giao lưu anh em 400k thôi. 400k thôi là em bao sống, em bao ship cho anh em cái con phôi số mấy tí? Số 6 anh em ơi. Cái lưng của nó là bạn, lưng nó rất là đã luôn nha anh em. Cái lưng của nó đặc luôn, xuống cây tí ơi. Rồi tiếp tục em lên con phôi số 7. Cái con này cũng nằm trong clip mà sửa rễ của em cách đây nhiều năm trước nè anh em. Mà mấy con rễ ngày đó em quấn nó hơi kiểu mà nó hơi bị bự bạn, cái em quấn nó gãy nè. Nó gãy cái này nó bỏ cái gãy này nó ra gãy khác. Rồi cái con này thì thông số nhiêu tí? 18, khoảng 18 và cao 95. Con này em giao lưu anh em 300k thôi anh em ơi. 300k em bao sống bao ship nha anh em. Cây rất là già cây luôn bạn, cành cốt rất là đều luôn. Xuống cây tia.
Rồi tiếp theo mình đến con voi số 8. Con này không số nhiêu tí? 21 cao mét. 21 già cao mét bạn. Cây này thì hai lần nó cũng bị bệnh anh em nè, hai lần bị bệnh nè, cái vết thương nè. Và nay thì nó kéo mài. Cây đang sống rất là khỏe luôn. Tuy nhiên mình quay mình phát hiện lỗi, mình báo lỗi cho anh em luôn. Cây nó già cây lắm luôn rồi. Khoảng 21 giờ cao như quên rồi tí. Cao 1 mét các bạn. Cây này thì em Zalo anh em là 230k thôi. 230k là em trừ lỗi cho anh em cái phần lỗi này luôn rồi. Nó chỉ lỗi chứ nó cũng sành lũa các bạn ơi. Em bao sống, em bao ship luôn anh em ơi. Rồi xuống cây tí ơi. Tiếp theo em lên một con gián long số 9. Một rễ co lắc lượng gián bay. Cây này cũng quái lắm các bạn. Con này không số nhiều tí. Hoành 23 và dáng nó bay 1 mét anh em ơi. Con này em giao luôn anh em 360k nha anh em. 360k bao sống bao ship nha. Con này anh em mà muốn gác đổ trên ban công đổ xuống luôn các bạn, rất là phù hợp luôn. Con này đổ quay qua cho anh em xem tí. Cây này mà anh em trồng gián đổ cũng được luôn nha anh em. Bay đổ. Xuống cây tí ơi. Tiếp tục mình đến con phôi số 10 anh em ơi. Con phôi số 10 không số nhiêu tí? Wow, hoành 24 cao 63. Con gián bay anh em ơi. Con này cái bãi cũng đặc luôn. Con này thì em giao luôn anh em 300k thôi. 300k thì em bao sống bao ship luôn. Xuống cây tia. Rồi tiếp theo mình đến mã số 11 là mình có hai con, một cặp luôn. Mã số 11 là mình một cặp này thông số cái đầu tiên hoành 17 cao 80 nè. Cành chi rất là nhiều luôn, mình chưa bó cành luôn anh em ghép thoải mái. Cái bãi nó cũng đẹp luôn. Rồi cho con kia lên tí. Mà cái con này thì nó không giống ai các bạn, con này dáng nó nhỏ anh em ơi, nó quái lắm. Con này thì à, đó dáng nó ngọn nghỉnh ghê không. Hoành 17 40 thôi. Đó. Rồi cho hai con lại tí ơi. À, cái cặp này em giao luôn em 330k thôi anh em ơi. 330 thôi, làm bao sống bao ship anh em cặp này luôn nha anh em. Đó. Dáng quay. Rồi xuống tay, xuống cây luôn tí ơi. Rồi chúng ta đến mã số 12 cũng là một cặp luôn. Cây đầu tiên này thì thông số hoành 17 cao hơn mét. Cây này nó có hai cọng rễ bạn. Hai cọng rễ nè, cọng chỗ này nó bị tét rồi. À, cọng rễ nó tét rồi mới hoa keo cho nó cắt đầu nó hoa keo luôn. Còn con co lắc. Còn, cái con này kêu giống mà em chữa cái con lắc phân nè anh em. Em giữ ẩm cho kia lên luôn tí. Còn con này cao tới 1 mét mấy lận. Con này cao 1m3 lận, cao hơn 1m3 luôn. Con này thì đau hoành chỗ này thì nó có hoành hơn hoành 10 thôi. Nhưng mà dưới đây nè anh em. À, nó có cái cành này. Cành này em cũng cắt luôn. Em chữa con cốt luôn. Nếu mà mình đo cái bệ đế ở dưới hoành như đó thì nó to nha anh em. Còn cốt thì hoành 10 thôi. Nó cao vút luôn anh em ơi. À, nó cao vút luôn. Rồi dựng hai con lên tí. Rồi cái cặp này em cũng giao luôn anh em 320 luôn anh em ơi. 320 luôn bao sống bao ship toàn quốc cho anh em. Cặp số 2 là cái mã số 12 luôn các bạn. Cặp cao này nè. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi và tiếp tục rồi đến dòng combo nha anh em. Combo số 1. 5 cây tầm cao. Mấy cái này nhỏ quá mình không đo thông số anh em. Cây này hoành khoảng 14-15 vậy nè. Hoành nó cao có 1m3-1m2. Cao khoảng trên dưới 1m2 anh em ơi. Rồi cho con kia lên luôn tí. Cái bộ cao này mình có 5 cây nha anh em. 5 cây cũng cao cao vậy các bạn. Rồi cái con thứ hai nè. Con thứ hai thì cao. Con thứ hai chắc cũng cỡ 1m5 các bạn. 1m4-1m5. Con này thì hoành khoảng 20. Con này hoành khoảng 20, cầm không có dép tay em nè. Con này dáng thú. Rồi, cho kia lên luôn tí. Con thứ ba. Con thứ ba hoành khoảng 17-18. Co lắc. Con này thì nó cao khoảng 1m2. Rồi cho con kia tiếp tục lên tí. Rồi, hai cây thứ ba và cây thứ tư cao khoảng 1m. Hoành này khoảng 14-15. Rồi gom 5 con cao lại cho anh em xem luôn tí. Rồi mình gom 5 con lại cho anh em xem nè. Cái con này nó cao quá, dướng trên khó để. 5 con. 5 con này thì em Zalo anh em 500k. Zalo anh em 408 thôi. Bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Mấy cái cao này tiền cước hơi nhiều. 5 con 408 thì em cho em tính anh em chưa tới 100.000 cây nên em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Combo số 1 này. Xuống cây mình lên combo tiếp theo tí ơi. Rồi tiếp tục mình đến combo số 2. Combo số 2 mình có 6 cây. Hoành dao động của nó từ cây này ngửa cái bụng lên tới cây này như dưới bụng nó có lỗi nè. Đây. Rất là lâu năm luôn anh em. Nó bị cái lỗi này rất là lâu năm luôn. Rất là lâu năm rồi. Mà mình phát hiện mình chỉ cho anh em biết luôn. Cây bình thường. Anh em nhìn không ra luôn. Rồi lên cây thứ hai tí ơi. Hoành dao động từ 10 trên dưới 16-17 nha anh em. Cây thứ hai anh em. Trên dưới 16-17. Có khi nhỏ hơn chút xíu hoặc khi lớn hơn chút xíu.
rồi lên cây tiếp tục luôn. Nhưng đế thì nó cũng đẹp đẹp, cây này thì chắc còn khoảng trên 17 nè, còn này chắc cầm không chấp tay á. Rồi lên cây tiếp theo luôn thưa ơi. Là cây này cây thứ tư nè anh em, cây thứ tư gián thú, cây này hoành khoảng 15-16. Rồi cho lên tiếp theo luôn. Rồi con thứ năm và thứ sáu nè, con này hoành nhỏ, con này khoảng 14-15 thôi, con nó nhỏ đó, con này cũng hơi nhỏ, còn như mấy con kia to. 6 cây, đây em còn dư cây nè, cây này hơi bé nha anh em, cây này em tặng nha, cây này bằng vào cái thôi, em tặng thêm luôn là 7 cây. Rồi gom bó ra cho anh em xem tí đây. Rồi cái bộ combo số 2 này anh em, 7 cây này 400k nè, em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em, 400k mà chúng ta có một đống luôn. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi sau cùng thì em có cái con này nè anh em, con này hồi lần nó bị bệnh nè. Con này nếu mà anh em ở gần nhà mình lại đây mình tặng luôn nha, mình không có bán nha. Đây hồi lần bị bệnh nè, nhưng mà giờ nó lành bệnh nè, nó kéo nè, nó kéo nhựa chảy luôn nè. Nè, tại mình dẹp dọn cái mình bứng luôn, cái cây này mình để dưới đất gần vài năm nó kéo mài bít nè, nhựa của nó nè. Nó chảy luôn. Đó, nói chung hồi lần nó bệnh mà tự nhiên nó hết bệnh cái nó kéo da quá trời luôn. Nè, nó kéo da nè. Đó, con đó, con này với cái con rễ này thì quái rất là quái luôn. Còn đây là cái cành của thằng, đây là cành của thằng hoa giấy sắc pháo, thằng cành của màu hồng kia anh em có thể về mình chừa khúc nè anh em. Anh em vừa cắt bỏ đây, đâu này đầu dưới nè. Đó. Dưới. Anh em cắt ở đây mình chừa cho nó kiểu mà nó dư ẩm á, anh em cắt ở đây cái về mình ghim lên nha. Ba cái này thì em thu tiền cước của anh em với tiền công của hàng của anh em 120 ngàn thôi. Anh em cái nhà thì mình tặng luôn nha. Còn ở xa thì không có hàng, tiền ship mình ship cho anh em nữa thì mình thu anh em 120k thôi. Em thu cho anh em cái bộ này nha anh em. Rồi em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, và cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các bạn đó bạn. Hôm nay cái số thông thường của mình là 0937 17452, em đầy bạn cho rồi. Giờ kết bạn khó lắm. Em xài cái thêm một cái số nữa là 0929307879 các bạn. Cái số đang hiển thị màn hình là cũng là cái số của em luôn nha. Mà Zalo mới, nói chung là anh em nhắn Zalo nào cũng được nha. Nay mình có hai Zalo bạn để nhắn tin. Thông thường cái Zalo mình nó bị đầy cho nên là anh em kết bạn rất là khó. Rồi em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn lại anh em video tiếp theo.